Chào mừng các bạn đến với THL Gym Bình Tân. Lâu quá rồi chúng tôi mới thực hiện những là lại video ở cái phòng tập quyền thoại này, đúng không các bạn? Bây giờ các bạn nhìn lại cái phòng nó khá là chật chội, nó khá là bực bội và nó nhìn nó nhiều máy quá. Nó nhiều máy quá các bạn, đây là cũng thông báo bộ mới nâng cấp nguyên vàng Mỹ Đế 2N luôn. Quá trời quá đất luôn kia kìa, đó nguyên vàng Mỹ Đế 2N đó. Wow. Phòng nó xấu rồi, giờ nhận xấu không có khen đẹp. Giờ Duy Nguyễn không nói phòng này đẹp, mà Duy Nguyễn nhớ nó phòng này đẳng thôi. Wow. Tại vì phòng người ta đó là chỗ check in rồi selfie rồi quá trời, còn phòng này muốn tập là phải lách ra đi vô máy quá trời máy luôn. Chịu, nó là nét văn hóa riêng của THL Gym Bình Tân nha các bạn. Và đặc biệt là bây giờ ở đây là thêm một dàn phi thiền Apollo 7.400. Chỉ có Bình Tân có thôi, quận 9 không có, quận 12 không có, gan tức thì chịu. Tại vì đơn giản là hai quận kia không gian đó ok rồi, còn Bình Tân thì nó sinh ra nó quá thiệt thòi, nó nhỏ quá. Nó nhỏ quá thì giờ phải lỡ rồi, giờ không còn đẹp nữa, phải đẳng. Nên bên Bình Tân được trang bị dàn Apollo 200 cũ. Và ngày hôm nay Duy Nguyễn sẽ thực hiện những cái video ngắn gọn hướng dẫn cách tập dàn Apollo này cho nó hiệu quả nha các bạn. Chứ đây là cái máy tập và dạng luxury home gym, nên nhiều khi anh em tập ở trong phòng gym á, tập không quen á, vô chỉnh bậy chỉnh bạ nó hư máy vậy thôi, giống như trơn trọi vậy đó. Thì để giới thiệu qua là máy này nó sẽ có bốn cái module. Đầu tiên module mà Duy Nguyễn đứng ở đây á là module đập đùi, thì là module leg press. Cái module thứ hai á, đây á là cái module là đá móc đùi đó, đá móc đùi rồi leg curl, đúng không? Leg curl như là extension. Đây nó có tên rồi các bạn, chịu khó đọc chỗ này nào. Và cái module thứ ba là module rất là quan trọng, đây là module đẩy ngực, đẩy vai, kéo lưng, kéo xô, tập tay, tập chuột, tập bụng, nói chung là module thập cẩm chuyên về cơ chế đẩy rô riết tất cả các thứ. Đây là module rất là quan trọng và mình sẽ làm một video riêng để nói về cách tập ở trên module này nhé. Rồi tiếp theo đây là module hai lô, module này là module đọc là tên là hai lô. Thì cái module này là module tập tự do, nó rất là nhiều cái bài tập trên cái module hai lô này, mà nó khác xa với cái cross cable crossover nha các bạn. Cái cable crossover nó không thể nào tập được những bài trên cái module hai lô này. Hai lô là mà nhìn hai bánh này là freeway đó. Đây là Duy Nguyễn giới thiệu sơ sơ, và trong video đầu tiên Duy Nguyễn sẽ đi đến cái module là module leg press. Cái máy tập Apollo này là trái tim của một luxury home gym, nó tập được hầu hết tất cả các nhóm cơ. Và bây giờ chúng ta thử tập đùi trên cái module leg press và calf press. Tới đây tập được hai bài nha các bạn. Đầu tiên là chúng ta nhìn coi cái ghế này có chỉnh được hay không. Cái ghế này có vẻ là như là không chỉnh được rồi đó. Phải chỉnh. Có. Đây, chỗ này. Gạt nó ra, đã dùng chữ gạt ra là kéo nó lên vậy nè. Chứ phải gạt nó ra gãy nha. Nó kéo lên vậy. Hạ xuống, cao thấp tùy người, thấp hay cao. Rồi, ok. Đó, khi mà hạ về cho răng nhiều nhất và chúng ta thử trải nghiệm động tác này coi. Nhớ chỉnh chỗ này nha các bạn. Rồi vô. Đây là không phải là video hướng dẫn tập luyện nha bạn, đây là video hướng dẫn sử dụng máy. Rồi, cái đồ để chân này nó cong ngược so với thằng đó cũng chung hãng các bạn, nhưng mà đó nó cong khác, thằng này nó cong ngược. Ok, thì chúng ta phải có nhiều sự trải nghiệm. Rồi, nhìn tạ nè, đó, đạp bình thường thôi, thẳng chân ra cho nó mem. Đạp nhẹ, thẳng chân ra khóa khớp mới chết đầu lò. Chừng nào nặng khóa khớp mới chết nha. Nhưng mà chúng ta phải duy trì cái sự khóa khớp nó nằm trong ngưỡng an toàn và để cơ mà nó được duỗi nhiều nhất. Đó, đạp vào cái gót nha các bạn. Đó. Ta cầm đây đi. Ok, có thể lên tạ để mà đạp. Nhớ lóc cái lưng nha các bạn. Nhớ lóc cái lưng nha. Rồi đạp nè. Quay. Bài này tập vô đùi, bắp chuối luôn á, đùi sau luôn. Mong chút. Rồi, hoặc là một chân thì chỉnh ghế xa xa ra một tí,
còn mình tập quen là mình đổi chỉnh đó, ngồi giày đặt kéo giày đặt ra nặng cho ta quay video chơi thôi mà nặng quá. Vậy là gió đua bụi chuối sau hè vẫn chơi có chút ai dè đau chân quá. Đổi bên lỡ quay là nhiệt tình nữa nha bạn, chứ không phải là cái này đâu, mệt lắm. Trời ơi chưa đó, khóc kêu quá thôi mình mới uống xương khớp. Thôi minh họa cho bạn biết thôi. Rồi xong tiếp tục cái động tác nên tập ở máy nữa, đó là động tác calf press. Thấy không, để mũi chân trên đây nha, nè quay mũi chân thầy nè mấy em, để mũi chân lên đây. Rồi xong dứt rồi không nhỏ, ok nhỏ, ok nhỏ không không nè, nhón nhấn rồi phải không, nhấn rồi không đó 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 à. Ủa liên dữ trời, liên dữ trời. Thôi ok rồi tập cho chơi thôi, đó là công dụng của cái module đầu tiên là module Net Press, tức là đạp đùi. Nó tập chừng đó rồi đó mà tốn biết bao tiền. Và cái module thứ hai nó rất là đơn giản, hai cái module đơn giản như Nguyễn đi trong một video cho ngắn gọn nha các bạn. Đây là module là Let's Call với Extension, hai máy kết hợp. Và các bạn nhìn chỉnh ghế đây này, dành cho người dòi dài dòi ngắn, chân dài chân ngắn. Thấy không, cái này nó có tiếng Anh không ta, cái gì đè xuống đè cái nút này xuống nè, cho này chạy lên chạy xuống nè, và chúng ta kéo cái ghế lên xuống nè, không đó đó ok. Xong rồi chúng ta vô, chúng ta đá và móc đùi. Xin giới thiệu các bạn, đá móc đùi cái máy này nó phê lắm các bạn. Và ở bên Bình Tân á thì cũng không có cơ chế đá móc gì đâu, móc á Bình Tân không có, mà chỉ có cái máy này có thôi, nên đây cũng là sự bổ sung nó khá là thú vị. Rồi nó nhiều chỗ chỉnh lắm nha quý vị nè, cái nút này nè đen đen nè, cầm kéo ra nó kéo ra, nó nặng hay nó nhẹ tùy thuộc vào cái này nè, dùng cái chân đỡ cái này nữa không đó. Lên đây á, lên những cái nấc trên này á là dùng để đá đùi, ok chưa, lên những cái lỗ trên đây là dùng để đá đùi. Còn kéo xuống cái lỗ tích ở đây nè, sao Dương Nguyễn kéo được, Dương Nguyễn dùng chân đá lên nè, nè kéo cây này ra dùng chân đá lên tới cái lỗ cuối cùng, đó là móc đùi không nè, móc đùi đá đùi là cái đùi gối nó phải gần vô đây, đối với phần gần vô đây tức là cái ghế của mình đó, nó bị đẩy về phía trước hơi nhiều, ra làm sao chỉnh vào một lỗ nữa. Ok rồi thực hiện động tác móc đùi bao vô luôn các bạn nè, thấy không, nhớ là dùng cái chân điều khiển cái này nha, tại cái này nó có khối lượng, vô tình khối lượng này nặng khối lượng của tạ thì cái này thì tạ nó sẽ bị kéo. Rồi đó là xong, nhưng mà chưa, cái này nó phải khóa cái đùi mình lại rồi nó móc được, thì cái này kéo ra cái đen đen này nè, kéo ra hạ xuống cho nó kẹp cái đùi lại, ok cái này vừa đúng không. Rồi xong thực hiện động tác đưa hai mũi chân về mặt, nhưng tại gần chạm giữ lại, ơi ok, tổng khối lượng tạ chúng ta là 200 pound nha các bạn. Rồi bây giờ qua cơ chế đá đùi, chỉnh này lên đá đùi nha. Rồi xong thằng này kéo lên đây luôn đó, dùng kết hợp cái chân điều khiển. Rồi ổn chưa, ngồi thấy tự tin chưa. Rồi ta đá đùi hai tay cầm vô đây, rồi vô nặng
đá nặng hơn móc nha. Ví dụ thôi mà vô dữ lắm luôn mà. Ok, thì cái module này chỉ có những cái tính năng chỉnh vậy thôi. Tức là cái video đầu tiên á, là Duy Nguyễn đi vô hai cái module nó đơn giản, nhưng mà nó chuyên về tập đùi. Nó hầu như tập đùi hết những bài quan trọng á nha. Chứ còn một đống một những bài khác thì không có. Đó, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hy vọng video giúp cho các bạn sử dụng máy này tốt hơn. Cả bên quận 7 lẫn quận Bình Tân nha các bạn. Xin chào. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.